protein điều trị mụn viêm dành cho da khô. Như vậy thì đối với điều trị mụn viêm mà dành cho da khô nữa thì bác sĩ sẽ có lưu ý như sau. Các bạn thấy là các bạn đang có da khô nhưng mà các bạn có mụn thì các bạn nhớ rằng đừng có bôi dưỡng ẩm nha các bạn. Tại vì nếu như các bạn bôi dưỡng ẩm thì nó sẽ làm tăng tình trạng mụn hơn nữa. Và đối với da khô này là chúng ta sẽ phải biết rằng da chúng ta khô là do chúng ta thiếu cái lượng nước bên trong, hoặc là da chúng ta không đủ khả năng giữ nước do cái lớp sừng nó quá ít và nó không có đủ khả năng giữ nước, nên chúng ta phải tăng cường cái lượng nước bổ sung từ bên trong, hoặc là chúng ta uống thêm những cái sản phẩm thực phẩm chức năng nó có khả năng giữ nước cho cái làn da của chúng ta. Và ngoài ra khi chúng ta bôi thoa những cái sản phẩm dưỡng thì chúng ta sẽ phải chú trọng đến những sản phẩm đó nó có tác dụng là giảm viêm và giảm cái độ sừng ở trên bề mặt da của chúng ta, để cho cái làn da của chúng ta nó sẽ bớt khô hơn nha. Và khi mà chúng ta sử dụng cái routine chuyên cho điều trị mụn viêm dành cho da khô thì chúng ta sẽ nhớ rằng đối với những cái dạng mỹ phẩm bôi thoa thì nó sẽ có giá trị trong một khoảng thời gian ngắn, và sau khi mà chúng ta đã ổn định cái làn da thì da chúng ta sẽ hết khô rồi, thì chúng ta sẽ phải lại đổi qua một cái dạng routine khác nha các bạn nha. Đừng có bôi thoa một cái sản phẩm gì trong thời gian khoảng quá lâu, tại vì cái tính chất da của chúng ta nó sẽ thay đổi. Rồi, bây giờ đến với chúng ta sẽ là routine điều trị mụn viêm dành cho da khô. Thì đầu tiên sẽ là sữa rửa mặt. Và sữa rửa mặt này là sữa rửa mặt dịu nhẹ dạng gel. Khi chúng ta rửa xong thì làn da của chúng ta nó sẽ hơi mềm mại. Không phải là chúng ta rửa không sạch nha, mà bản chất sữa rửa mặt nó là như vậy. Và đây là dòng sữa rửa mặt SkinCeutical Simply Clean Gel. Rồi, tiếp theo là đối với những cái tình trạng mụn viêm thì lúc nào bác sĩ cũng khuyến khích các bạn là nên phải có bác sĩ chuyên khoa da liễu khám và theo dõi cho các bạn. Và song song với đó thì chúng ta sẽ sử dụng Wone. Wone là một cái dạng là giảm viêm, nhưng mà sản phẩm này nó là một dạng dầu nhẹ, và khi chúng ta bôi thoa trên bề mặt da của chúng ta nó sẽ tạo thành một cái lớp màng kháng khuẩn và nó sẽ làm ẩm hơn cho cái trường hợp da của chúng ta, nhưng nó không có gây nhờn. Tuy nhiên chúng ta phải sử dụng một cái lượng vừa đủ thôi nha. Khi chúng ta xịt đó thì chúng ta chỉ xịt một nhát thôi là nó đã đủ bôi toàn mặt rồi. Và một cái cảm nhận á, là khi chúng ta xịt cái này ra thì cái lớp xịt đầu tiên là nó sẽ sủi bọt lên, sau đó chúng ta sẽ thoa toàn bộ cái bề mặt da phần mụn, nó sẽ giảm mụn viêm và đồng thời nó lành thương rất là nhanh. Và đối với những cái trường hợp mà mụn viêm nặng hơn á, thì chúng ta sẽ chấm lên từng nốt mụn viêm ở từng nốt ha, để cho giảm tình trạng mụn viêm một cách nhanh nhất. Đó, như vậy là chúng ta đã có xong routine buổi sáng. Và đối với những cái dạng da mụn viêm thì bác sĩ cũng không có khuyến khích các bạn bôi kem chống nắng nha mọi người nha. Đó là quan điểm cá nhân của bác sĩ. Vì khi các bạn bôi kem chống nắng nó sẽ dễ bị tắc lỗ chân lông. Nhưng chúng ta sẽ tránh nắng bằng cách là chúng ta sẽ đeo khẩu trang, hoặc là chúng ta sẽ tránh luôn cái sự tiếp xúc với ánh sáng mặt trời từ cái khung giờ từ 9 giờ sáng cho đến 3-4 giờ chiều là những cái giờ mà cái UV nhiều nhất nha mọi người. Còn nếu như chúng ta không tránh được mà chúng ta phải có những event sinh hoạt ngoài trời, hoặc là những cái lúc mà chúng ta đi nắng quá thì bắt buộc chúng ta bôi kem chống nắng, thì khoảng 3-4 tiếng sau các bạn hãy rửa mặt lại nha. Rồi, và đến cái routine buổi tối. Thì đối với routine buổi tối thì những cái ngày mà 3 ngày trong tuần thì chúng ta sẽ sử dụng những cái dạng là thuốc bôi có kháng sinh. Thì đối với những dạng da khô thì chúng ta có thể sử dụng là những hoạt chất kháng sinh đơn thuần như là tepamycin, hoặc là đáp sông, hoặc là những cái dạng thuốc mà chỉ có đơn thuần là kháng sinh thôi và không có retinoin hoặc là isotretinoin. Vì da khô mà các bạn bôi những cái hoạt chất đó thì làn da chúng ta sẽ nhạy cảm hơn và kích ứng hơn. Và những ngày còn lại thì chúng ta sẽ bôi những hoạt chất phục hồi da, thì trong đó là chúng ta sẽ bôi cái Metacell B3. Thì B3 này nó cũng có tác dụng làm sạch cái lỗ chân lông và làm cho cái làn da chúng ta khỏe hơn, coi như một cái dạng phục hồi nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với những cái trường hợp da mà đang mụn viêm thì chúng ta bôi B3 một cách nhẹ nhàng thôi ha, 1 đến 2 giọt thôi bằng hạt đậu xanh. Rồi, và chúng ta sẽ phải có một cái lớp thuốc chấm mụn lên từng nốt. Thì cũng giống như những lần trước bác sĩ đã tư vấn là chúng ta sẽ lấy một cái lớp thuốc bột nhỏ, chúng ta sẽ chấm lên từng nốt mụn viêm. Và như vậy là đây là routine dành cho da mụn viêm mà nền da khô nha cả nhà nha. Và một nền da khô có nghĩa là chúng ta
làn da đó không đủ để mà giữ nước. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta đừng bôi dưỡng ẩm trên nền da khô vì nó sẽ gây ra tình trạng mụn viêm khó kiểm soát hơn. Và như vậy thì chúng ta sẽ tăng cường cái khả năng giữ nước cho làn da chúng ta bằng những loại thực phẩm chức năng. Thì trong đó Orifull là một dạng chiết xuất từ thông đỏ, thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho cái quá trình mà tăng cường cái khả năng giữ nước, và đồng thời nó có khả năng chống nắng và nó giảm mờ cái vết thâm mụn viêm, sáng một viên trưa một viên. Đây là men vi sinh sẽ tăng cường cái hệ khuẩn đường ruột của chúng ta, và nó sẽ giúp cho tăng cường cái hệ đề kháng tự nhiên của chúng ta là sáng một viên tối một viên. Và chúng ta phải có thêm vitamin C để nó tăng cường cái khả năng chống oxy hóa và nó tăng cái khả năng đàn hồi của da, giữ nước tốt hơn. Thì vitamin C này nó là dạng là liposome, có nghĩa là những cái dạng vitamin C rất là dễ hấp thu vào trong cơ thể của chúng ta. Và khi chúng ta uống thì chúng ta sẽ uống sáng một viên, trưa một viên ở nhà nha. Đó, thì những dạng thực phẩm chức năng là những dạng mà chúng ta có thể ăn uống để chúng ta bổ sung được. Nhưng nếu chúng ta ăn uống bổ sung không được thì thực phẩm chức năng là một sự lựa chọn có thể thay thế để mà chúng ta hỗ trợ thêm cái quá trình dinh dưỡng của chúng ta để cho cái mụn nó cải thiện tốt hơn nha mọi người nha. Thực phẩm chức năng không có phải là thuốc uống và không có giá trị thay thế thuốc uống, cho nên chúng ta đang có mụn viêm thì chúng ta phải liên hệ với các bác sĩ chuyên khoa da liễu để khám và theo dõi chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn điều trị mụn nhanh hơn thì chúng ta hãy đến với Bencilia. Còn nếu chúng ta thích bác sĩ, những gì bác sĩ chia sẻ thì chúng ta hãy theo dõi kênh của bác sĩ nha. Và muốn hỏi những điều liên quan về mụn hoặc là nám thì chúng ta hãy comment bên dưới. Bye bye.